Quý vị thân mến, sau khi anh trai Ngô Đình Diệm trở thành Tổng thống, thì cậu ấm Ngô Đình Nhu ngày nào được lên chức cố vấn Tổng thống. Bà Trần Lệ Xuân lúc ấy nghiễm nhiên trở thành đệ nhất phu nhân bởi Ngô Đình Diệm không có vợ. Trong khi đời sống chăn gối của Trần Lệ Xuân lúc nào cũng nóng bỏng như ngọn núi lửa, thì Ngô Đình Nhu gần như bất lực, không màng đến chuyện chăn gối. Một trong số các tình nhân tai tiếng nhất của bà Trần Lệ Xuân là tướng Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Đôn. Hãy cùng chúng tôi xem lại những phen muối mặt của đôi tình nhân này qua video sau đây. Trần Văn Đôn, tông ngông ái ân với tình nhân giữa chốn u nghiêm. Sau khi lấy Nhu, Trần Lệ Xuân vẫn gian díu với nhiều người thuộc giai cấp thượng lưu như tướng tá trong quân đội, văn nghệ sĩ, cố vấn Mỹ. Trong số đó, cô nàng đa tình này có tình cảm đặc biệt và lén lút tư tình với tướng Trần Văn Đôn. Gia tộc Trần Văn Đôn là đại điền chủ ở Nam Bộ. Cha của ông ta sang Pháp học y khoa và Trần Văn Đôn đã được sinh ra tại Pháp. Ông Trần Văn Đôn nguyên là Tổng Tham mưu trưởng, Tổng trưởng Quốc phòng, rồi Phó Thủ tướng Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Ông ta được đồn đại là nhân vật hết sức đào hoa. Một trong những người được đồn là nhân tình của ông Đôn chính là đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân, vợ của Ngô Đình Nhu, em ruột và cũng là cố vấn của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Trong hồ sơ giải mật năm 1963 của Chính phủ Mỹ, có đoạn Tướng Đôn nói, như tôi biết, bà Nhu cực kỳ quyến rũ. Đôn nói thực tế không thể loại bỏ ông bà Nhu vì vị trí đặc biệt mà họ đang nắm giữ. Ngô Đình Nhu là lý thuyết gia của Tổng thống Diệm và bà Nhu là người vợ trên mây của ông Nhu. Người Sài Gòn thuở trước không ai là không biết chuyện tình gian díu giữa Trần Văn Đôn và bà Lệ Xuân. Chỉ có ông Ngô Đình Nhu, người chồng già hơn bà Xuân ngót 30 tuổi, thì mãi mới biết. Mà đến khi biết chuyện, ông Nhu cũng chỉ biết giận đỏ mặt rồi tìm cách tống khứ Trần Văn Đôn ra Huế. Mục đích của ông Nhu là muốn mượn tay ông em trai Ngô Đình Cẩn, kẻ hiểm ác đang thống trị mảnh đất miền Trung, giám sát và ngăn chặn ông tướng Võ Biển tiếp tục ái ân vụng trộm với người vợ trẻ đẹp sung mãn của mình. Bà Trần Lệ Xuân biết chuyện nhân tình bị thuyên chuyển ra Huế cũng thầm hiểu, chồng mình đang thực hiện kế ly gián. Bà cũng đành ngậm ngùi cam chịu. Tuy vậy, trước ngày Trần Văn Đôn lên đường, Lệ Xuân vẫn xin một cuộc hẹn với nhân tình ở biệt điện trên Đà Lạt Thơ Mộng để thực hiện một cuộc hoan lạc trước lúc chia tay. Trần Văn Đôn đồng ý ngay. Theo như kế hoạch, bà Xuân sẽ lên Đà Lạt trước bằng máy bay, rồi tướng Đôn sẽ lái xe riêng tới vào ngày hôm sau. Đúng 10 giờ đêm, ông Đôn tới cửa biệt điện. Trần Lệ Xuân từ trong gấp khởi chạy ra, tay bắt mặt mừng, rồi cả hai dìu nhau vào bên trong. Đúng lúc đôi tình nhân đang có những phút giây cao trào đắm đuối, thì bên ngoài, một chiếc xe hơn gắn bảng đỏ, hai sao lao nhanh qua cửa biệt điện. Chiếc xe hung tợn húc văng cả barrier chắn cổng. Lính gác chưa kịp trở tay thì chiếc ô tô đã phóng tới tận thềm. Một người đàn bà ăn mặc sang trọng mở cửa xe bước nhanh xuống, tay bà ta cầm một chiếc ví lớn rồi đi thẳng vào trong. Vài phút sau có tiếng súng nổ đoàng chát chúa. Rồi người ta chỉ thấy người phụ nữ khi nãy tay đang cầm súng lục hớt hải chạy ra, leo lên chiếc ô tô rồi phóng thật nhanh đi khỏi khu vực biệt điện. Khi lính gác chạy vào trong xem có chuyện gì vừa xảy ra thì thấy bà Nhu đang lõa lổ, tay ôm vai bê bết máu. Ông Đôn thì mặt cắt không còn giọt máu, tóc tai rối tung, đang gọi điện cho bác sĩ. Thấy viên lính gác ngơ ngác đứng nhìn, ông Đôn căn dặn: "Mày có nghe thấy cũng không được nói lại với ai, bất cứ ai hỏi cũng phải trả lời là không biết gì hết, phải tuyệt đối giữ bí mật, đây là mệnh lệnh." Vừa lúc đó xe cứu thương cũng vừa đến, Trần Lệ Xuân vừa đau đớn vì vết thương, vừa tức giận vì bị phá ngang cuộc hoan lạc. Người phụ nữ bí ẩn dám bắn bà Lệ Xuân không ai khác chính là vợ chính thống của ông Trần Văn Đôn. Sau này bà ta cũng lên tiếng công khai thuật lại chuyện đánh ghen này như sau. Biết ông tướng nhà tôi thế nào cũng hẹn hò với con mụ ấy trước ngày đi Huế. Tôi đã để ý canh chừng, rồi tôi thấy ông lấy xe nhà. Đi bảo là đi công tác, tôi đoán ngay là hai người lén lút hẹn hò ở Long Hải hay Đà Lạt, nên cho người lấy xe bám theo. Quả nhiên, tôi đoán không sai. Khi tôi tông cửa bước vào, thì hai người đang trần truồng cuốn vào nhau như đôi rắn hổ mang. Ngay lập tức, bà phu nhân tướng Đôn rút khẩu súng mang theo chĩa thẳng vào Lệ Xuân và quát: "Muốn sống thì đứng im." Tướng Đôn sợ xảy ra đổ máu, bèn lao đến toàn tước lấy khẩu súng để cho người tình có dịp thoát thân. Tức giận, vợ tướng Đôn đưa tay xiết cò, súng nổ, Lệ Xuân ôm lấy một bên vai và gục xuống. "Thật tình tôi định nhắm bắn vào chỗ kín cho mụ ấy bỏ thói lang chạ với chồng người khác.
nhưng tại vì run tay để mũi súng chếch lên phía trên, đạn trúng vào vai. Số mụ ấy còn may mắn, đạn chếch xuống tim là coi như mụ ấy đi đời nhà ma. Nhìn thấy máu tôi cũng hoa cả mắt, rồi bỏ mặc mụ ta cùng ông chồng bội bạc, chạy ra chỗ đậu xe và giục tài xế phóng đi thật nhanh. Về phần bà Lệ Xuân, dù bị thương khá nặng nhưng chỉ dám nói là đi cưỡi ngựa tập bắn súng nên bị tai nạn. Vết thương tuy không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng viên đạn oái oăm đã kẹt lại ở xương vai, phải phẫu thuật gấp ra. Bà Nhu được đưa sang Manila để chữa bệnh. Ngay hôm bà Nhu đáp máy bay đi Manila thì ông Nhu, chồng bà cũng nhận được tin mật báo đầy đủ về nguyên nhân thật sự bà Trần Lệ Xuân bị ăn đạn vào vai. Ông Nhu nghe xong mà choáng váng đầu óc, cảm thấy thật nhục nhã. Thật chẳng ngờ rằng một người có đầy mưu mô, trăm phương ngàn kế như Nhu không hề nao núng trước mọi khó khăn thử thách trên chính trường, nhưng đành phải bó tay bất lực với người vợ, liên tục ngoại tình hết lần này sang lần khác. Chính vì chuyện này mà Nhu vùi đầu vào công việc, chìm đau khổ và nỗi nhục vào khói thuốc và nàng tiên nâu. Tất nhiên Trần Văn Đôn cũng lập tức phải chuyển ngay ra Huế và nằm trong vòng giám sát chặt chẽ của cậu út Ngô Đình Cẩn. Trần Lệ Xuân sau khi đi chữa vai về thì vẫn đau đáu mong nhớ người tình, vì vậy cứ mỗi khi có dịp ra Huế, bà lại tìm mọi cách để gặp được Trần Văn Đôn. Và ở đây đã xảy ra một chuyện dở khóc dở cười mà sau này người ta vẫn nhắc đến như một sự trơ trẽn không tưởng của cặp đôi này. Vào mồng hai Tết năm ấy, gia đình họ Ngô tổ chức lễ tế sống bà cụ thân sinh mà họ vẫn thường tâng bốc là quốc mẫu ở Huế. Vì là mẹ của Tổng thống nên lễ mừng tổ chức vô cùng hoành tráng, cả cố đô Huế tưng bừng nhộn nhịp khác thường. Những nhân vật tai to mặt lớn rồi văn võ bá quan triều Ngô tấp nập đáp chuyến bay tới Huế. Từng đoàn xe nối đuôi nhau tới dinh thự nhà họ Ngô để mang lễ vật và mừng bà cụ. Anh em nhà họ Ngô cũng đại diện gia đình tề tựu đông đủ tại Tư Dinh, bên bờ sông Bến Ngự. Tất nhiên, không thể thiếu sự có mặt của bà cố vấn, Madame Nhu Trần Lệ Xuân. Trong khi năm anh em nhà họ Ngô cùng đám thuộc hạ, công thần tranh nhau tế sống quốc mẫu, giữa không khí tưng bừng đại lễ, thì Trần Lệ Xuân âm thầm rời khỏi vị trí. Bà cố vấn đi tìm nhân tình Trần Văn Đôn. Hai người gặp nhau ở hành lang, tay bắt mặt mừng và đưa vào tư phòng để trò chuyện. Buổi chiều hôm đấy, tướng Đôn sai người canh phòng những nơi hiểm yếu để dọn đường đưa đệ nhất phu nhân đi tham quan mấy khu lăng tẩm ở Huế. Với tư cách là tư lệnh vùng một chiến thuật, Trần Văn Đôn đích thân hộ tống bà cố vấn đi viếng lăng Gia Long. Họ ngồi bên nhau trên con thuyền, xuôi dần về phía bên kia sông như đôi tình nhân đi ngắm cảnh mà quên hết những ràng buộc về địa vị và giai thứ. Thuyền cập bến, cả hai cùng sánh bước trên con đường dài sỏi, có hai hàng cây bên đường. Lệ Xuân bảo Đôn tìm một nơi vắng vẻ để tâm sự. Tướng Đôn bèn ra lệnh cho mấy sĩ quan tùy tùng ở bên ngoài cửa lăng để mình đưa Lệ Xuân vào thăm lăng miếu. Khi chỉ có hai người, Trần Lệ Xuân bắt đầu lên cơn khát tình. Sau vài câu bông đùa, họ bắt đầu vồ lấy nhau. Và ngay giữa chốn u nghiêm, lăng tẩm của vị cao hoàng sáng lập ra triều Nguyễn đã phải chứng kiến một chuyện lố lăng đầy bất ngờ. Một người cung phi già giữ lăng thường ngày lo chuyện hương khói ở ngôi đền đang đi mót lá thông khô gần đó, chợt nghe tiếng cười nói sang sảng. Bà nhìn ngó quanh thì thấy xa xa có một tà áo đàn bà và đàn ông vắt ngang mình rồng. Hoảng hốt hơn nữa, giữa chốn linh thiêng, bà thấy một đôi nam nữ đang quấn vào nhau. Không thể chấp nhận sự bất kính, dám xúc phạm đến tôn lăng của đôi tình nhân láo toét kia, bà cụ điên tiết, vơ hết quần áo vắt trên con rồng đá ôm vứt xuống hồ sen trước sân chầu. Đôi tình nhân sau trận hoan lạc, lúc quay ra, bỗng thấy quần áo biến đi đâu mất. Vội tông ngồng đi kiếm quần áo, tìm cả tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy đâu. Ngượng tái mặt, bà cố vấn bắt tướng Đôn đi mượn quần áo của đám thuộc hạ mặc tạm. Bà sợ cái cảnh tượng tông ngồng như thế này sẽ bị người khác bắt gặp và đến tay ông Nhu. Mặc dù không mảnh vải che thân, nhưng Trần Văn Đôn đành phải gật đầu đồng ý. Đôn đi vòng quanh lăng mộ và tiến về phía đền thì gặp bà phi già khi nãy đang nấu cơm. Thấy một người đàn ông Trần như nhộng từ xa bước tới, một tay che lấy hạ bộ, bà già liền hiểu ngay đây là kẻ vừa làm chuyện xúc phạm ở chốn tôn nghiêm. Mặc dù lúc này nhục lắm, nhưng đường cùng rồi, ông Đôn vẫn phải mở miệng mượn quần áo. Nhìn tướng Đôn bằng con mắt đầy khinh miệt, bà già từ chối thẳng thừng. Cuối cùng, tướng Đôn đành phải búi mặt kể lại chuyện mất quần áo vừa rồi. Bà phi già vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ. Thôi, quần áo của ông coi như bị con ngựa hầu của Đức Cao Hoàng trừng phạt rồi. Con ngựa đá ở sân chầu trước lăng đó, nó thiêng lắm. Ai mà tới đây làm chuyện bậy bạ, thì nó sẽ phá. Phải lạy nó mới được tha.
Nói xong, bà Phi bèn thắp mấy nén hương đưa cho Đôn và bảo Đôn theo mình. Đến giữa sân trầu, bà Phi chỉ vào con ngựa đá đứng sau tượng một quan văn, bảo Đôn vái. Trần Văn Đôn vì muốn lấy quần áo nên đành làm theo. Lúc đó Trần Lệ Xuân thò đầu ra ở thành vòng lăng trên cao nhìn xuống, không khỏi ngạc nhiên và buồn cười khi thấy tình nhân của mình, Trần Như Nhộng, một tay bụng bộ hạ, một tay cầm mấy nén nhang tỏa khói, đứng nghiêm, cúi đầu trước con ngựa đá. Khi tượng Đôn vái xong, bà Phi nói: "Thần mã thường giấu đồ đạc trên ngọn cây hoặc quăng xuống hồ, bây giờ ông đi tìm ở những chỗ đó thì chắc thấy." Vậy là sau một hồi sục sạo, ông tướng cũng tìm ra hai bộ quần áo đang nổi lềnh phềnh trên mấy chiếc lá sen. Cuối cùng đôi tình nhân phải trở về trong bộ dạng ướt đầm. Thôi thì cũng còn hơn là cởi chuồng mà về. Sau này để giải thích cho cái ngày vụng trộm ấy, Trần Văn Đôn nói với mấy sĩ quan hầu cận là bà cố vấn hái hoa hụt tay ngã xuống hồ nên ông phải nhảy xuống vớt lên. Chính vì thế, cả hai ướt hết quần áo. Tất nhiên, vẫn có người biết tỏng chuyện gì xảy ra giữa hai kẻ gian phu dâm phụ kia, và tin mật lại đến tai lãnh chúa miền Trung Ngô Đình Cẩn. Ông Cẩn trước giờ vẫn chẳng ưa gì bà chị dâu lăng loàn ngạo mạn, liền đem chuyện này tâu luôn với ông Nhu. Tuy nhiên, thời điểm này Ngô Đình Nhu đang chịu nhiều áp lực chính trị khi bị các báo phương Tây đả kích về đường lối cai trị độc đoán của mình, nên đang vò đầu bứt tai tìm cách đối phó. Ông ta chẳng thèm quan tâm tới ba cái chuyện ngoại tình của cô vợ trẻ nữa. Để không ảnh hưởng tới thanh danh gia tộc, anh em họ Ngô ra sức giấu kín chuyện xấu xa của Trần Lệ Xuân. Nhưng không hiểu sao, chuyện đó cũng lan ra khắp thiên hạ, và bỗng chốc trở thành đề tài đàm tiếu của các sĩ quan, tướng lãnh và các mệnh phụ phu nhân những lúc nhàn rỗi. Người ta thường bảo, đầu ông Ngô Đình Nhu giờ không còn chỗ để cho vợ cắm sừng nữa rồi. Sau này khi cuộc đảo chính lật đổ nhà họ Ngô kết thúc, bà Trần Lệ Xuân ra nước ngoài sinh sống cùng các con. Về phần tướng Đôn, ông ta viết một cuốn hồi ký mang tên Việt Nam Nhân Chứng và cho xuất bản khi sống lưu vong bên Mỹ. Trong cuốn hồi ký này, ông Đôn lại khẳng định rằng ông không hề cặp với bà Trần Lệ Xuân. Mặc dù tướng Đôn phủ nhận việc bà Trần Lệ Xuân là nhân tình của ông ta, tuy nhiên sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 63, giết chết anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, từ Mỹ, bà Lệ Xuân đã gọi điện về Bộ Tổng Tham mưu và giữa các tướng lĩnh tổ chức cuộc đảo chính, bà yêu cầu gặp đích danh ông Đôn để hỏi các thông tin. Chính xác số phận của chồng bà và ông Diệm, số phận các con bà, cũng như em ông Diệm là ông Ngô Đình Cẩn. Bà Lệ Xuân cũng yêu cầu ông Đôn cho về nước để thu dọn tài sản ở Dinh Gia Long. Nhưng ông Đôn trả lời, tất cả tài sản trong dinh đã bị dân chúng lấy hết sau cuộc đảo chính. Ông Trần Văn Đôn sau này lại phục vụ trở lại trong quân đội và chính quyền Sài Gòn cho đến ngày 29 tháng 4 năm 75. Khi quân đội giải phóng tiến vào đến sát Sài Gòn, thì ông ta chạy ra chiến hạm Hàn Cốc của Mỹ ngoài Biển Đông, rồi di tản sang Mỹ. Ông ta qua đời tại Mỹ vào năm 1998. Còn bà Trần Lệ Xuân, từ sau cuộc đảo chính năm 1963, đã sống lưu vong tại Pháp và Italia đến cuối đời. Bà qua đời vào tháng 4 năm 2011 tại Italia. Quý vị thân mến, vai trò của bà Trần Lệ Xuân trong thời kỳ đương đại được cho là gây tranh cãi. Lúc đó, bà cũng là dân biểu và là chủ tịch Hội Phụ Nữ Liên Đới. Với các phát biểu và hành động thẳng thừng, nhiều khi bị chỉ trích là bất cẩn và quá khích. Bà bị cáo buộc lộng quyền và có người cho rằng đã góp phần làm tăng sự bất mãn đối với chính quyền Ngô Đình Diệm, dẫn tới cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963. Có thể thấy rằng, khi hai nhân vật chính của nền đệ nhất Cộng Hòa là ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu không còn nữa, người còn lại là bà Trần Lệ Xuân dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi hình thức khai thác với nhiều toan tính và mục đích khác nhau. Và những chuyện về đời tư của bà rồng Trần Lệ Xuân luôn khiến người đời hết sức tò mò.